Đây là một cái bài đầu tiên của tên cổ giao duyên luôn mà tác giả Điển Châu đã viết. Ông viết kết hợp giữa tên nhạc và giọng cổ để làm thành bài tên cổ giao duyên. Một sáng tác được mang tên là Sầu Dương Ý Nhạc. Bài hát đầu tiên của tên cổ giao duyên thưa quý vị. Vâng, bây giờ vỗ tay một cái ca cho cả cái cảm ơn.
đóng màn kéo cửa. Tôi nhìn lại lần cuối cùng hình ảnh của mấy cha hát vào, mà lòng nghe cảm đàn một nỗi niềm thương. Người ly hương tôi cùng ly hương, họ là nhạc sĩ thì linh tâm cũng là nghệ sĩ. Lời của ai lại đây mai đó, trời của tôi cũng sương gió đâu rồi. Thank you.